quý bà con, rất vui được đồng hành cùng quý bà con trên kênh Vlog Nông nghiệp TKS. Và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới bà con sản phẩm TKS Nema San Tuyến Trùng Rễ của công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Kim Sinh. Để tìm hiểu về sản phẩm, mời quý bà con cùng theo dõi những nội dung sau đây. Và đầu tiên, mời quý bà con chúng ta cùng tìm hiểu về thành phần của sản phẩm. Sản phẩm TKS Nema San Tuyến Trùng Rễ bao gồm 5 chủng: Atrobochi oligobora, Verticillium, Bacillus mysis, Baeni bacillus chitinolysicus, Bacillus. Và tiếp theo là công dụng của sản phẩm TKS Nema San Tuyến Trùng Rễ đối với cây trồng. Sản phẩm TKS Nema San Tuyến Trùng Rễ có công dụng khắc phục tình trạng thiếu chung vi lượng trên cây trồng, tung mạng lưới săn bắt tuyến trùng tại vùng quanh bộ rễ, duy trì sự cân bằng lành mạnh của các vi khuẩn có lợi trong đất, giúp bộ rễ phát triển khỏe mạnh, dài và sâu hơn, ngăn ngừa hiện tượng vàng lá, rụng lá do tuyến trùng gây tổn thương hệ thống rễ. Giải pháp tối ưu khi dùng để điều trị các loại đất trồng đã có lịch sử bệnh tuyến trùng, tăng năng suất cây trồng và cuối cùng là tiết kiệm chi phí sản xuất. Về phần hướng dẫn sử dụng sản phẩm TKS Nema San Tuyến Trùng Rễ, bà con có thể sử dụng TKS Nema để xử lý hạt giống, hom, nhúng cành với liều lượng 100g cho 20 lít nước. Để xử lý bệnh trên vườn cây, bà con có thể sử dụng 5kg cho 1 hecta hoặc 1kg cho 200 gốc. Đối với vườn đã phát hiện bệnh tuyến trùng thì bà con có thể sử dụng liều lượng gấp đôi. Và vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu tới bà con sản phẩm TKS Nema San Tuyến Trùng Rễ của công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Kim Sinh. Để được tư vấn thêm, bà con có thể gọi điện thoại tới số hotline 02862 752960 hoặc truy cập vào website thuykimsinh.com để tìm hiểu thêm các sản phẩm tương tự. Cảm ơn quý bà con đã đồng hành cùng với tôi trong video ngày hôm nay. Kính chúc quý bà con thật nhiều sức khỏe, canh tác tốt và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con.